em mới lớn mà, mới có 20, 21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, tới trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Ôi, phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹn. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Dạ, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến à. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến và Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. Dạ, em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em. Rồi xóa hết những tin nhắn Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau. Thì nhắn tin Facebook thôi Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi. Thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại. Chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này cái kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Mới quen thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi, là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói xong trả lời. Thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ, khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối. Rối xóa não liền đúng không? Thấy giống như là em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Bắt đầu là ra bờ sông anh giặt áo phơi. Rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đi đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi
mình vô khách sạn đi. Đó, 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 đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá. Vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước. Vợ em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 đâu? 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện. Nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới lại em giật cái chứng minh. Em nhìn mẹ thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là chỉ có phim nhiều tập hay là phim một là phim nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, rồi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi. Tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm. Rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em mặc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Sao? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện. Cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói gì cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi na. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy gì không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà bùng lên cái là xìu xuống.
bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề, thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ. Có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu. Giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình. Việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau. Chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy. Nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đan biểu coi, ví dụ vậy. Dạ. Cách xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Hôm
không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố vậy, tỏa sáng bừng khắp phố vậy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là sắp vợ em phải nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạng em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Chắc đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói
Đã sáng luôn. Dạ, đã sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận nha em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không là... biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá rồi sợ. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích Trại Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi nói thử đi Sơn. Mày chuyển nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em. Nói nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ảnh ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa anh, về dạ đúng mắt. Rồi dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng dạ không? Dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim tóc trắng nữa. Thế xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại luôn. Tại vì anh Sơn chưa có dắt ai về nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Rồi lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ dạ. có Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng rồi đó. Đúng rồi nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra. Cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè,
Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ? Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ, bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Ừ, là em biết anh là diễn viên. Ừ. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Cho em cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Đó. Câu hỏi cái đây là tính quen đến thốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đó, đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt. Rồi bây giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ẩm á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ. Không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng có kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Mê đúng rồi, đúng rồi, nó hai cái tật xấu. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời, nhiều khi cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng, kiểu như vậy dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi, tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận, nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, à, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức, dễ sò. Thà quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á, là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải gác ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận.
Em quen luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà cứ ngưỡng những cái ăn ra. Cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Ừ. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, xây ra cám này. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi đúng không? Làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu. Đúng rồi. Không chịu giữ sức khỏe. Lười tập thể thao thể dục. Cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, vâng. Cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Yeah. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thiếu đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là khỏe. Không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi đó rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không đó. Không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn ăn là sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là ảnh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó đúng dạ, không với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn tại vì nhiều khi ảnh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng thiệt rồi. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp.
Trời đẹp, 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 đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó, ai chân nhưng chó? Mà, chó. À. Nhưng mà trời ơi. Đẹp, đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mai em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em à, em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng không? Kỹ sư xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Da đẹp. Da đẹp. Đẹp, yeah. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Ờ, mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Và ảnh mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó, ai chân nhưng chó? Mà, à. Nhưng mà trời ơi. Đẹp, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi. Yeah. I'm curious about her and I want to get to know her more. But I felt
yeah, instant attraction straight away. Yeah. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, sir a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải... Tại vì công việc ở bển, lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa. Tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là ảnh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của ảnh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi. Cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôm á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót. Vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói no, what's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu. 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 Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life?
at the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bởi anh cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Mấy người bạn trai trước của Như á, thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là anh bắt đầu là anh xin con học tiếng Việt. Anh nói là anh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên anh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà em dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ổng có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy cái kiểu. Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Do you understand? Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. So. Xạo. Không xạo. Xạo. Không xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh á. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng.
What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1 hour. Cái buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do, you like you. You do something like that. No. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi góc là làm rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy ông kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh yeah. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nhớ mà em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự gì nữa chút rồi em về. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Văn Hiền. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77? Dạ. Trời ơi, thấy hơn tuổi em luôn á hả? Hơn tuổi đó. Trời ơi, suốt ngày có kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi. Năm nay em 31 tuổi. Vi nhỏ hơn 12 tuổi vậy. Dạ. Đúng con giáp đó. Dạ, đúng vậy. Đây, rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc.
Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào. Gặp nhau lần đầu tiên nó ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Thuận biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu, tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo. À, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh hello chào em, anh là ca sĩ Du Ngọc Thái. À, anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 70, 80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói dạ ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết em ghi cái check lịch lại rồi để em ơi tháng 7 em mà chưa cái tới tháng chưa tới Tết, chưa tới Noel luôn á. Bút trước hơn nửa năm. Nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em anh mời. Cái đó là cái cớ rồi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mà cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy cũng như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá, cũng sao mà cũng gần tới tháng đó mà tới cái ngày đó mới vui. Ảnh gọi lại cho em, ảnh check cái giá. Rồi ảnh nói là bây giờ á là em hát như vậy á thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh nói ok em, 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok anh đợi em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá. Hiểu tham, hiểu tham. Hiểu mà người chịu đồng ý liền, cái đồng ý liền chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố bị hố. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi. Cái nhóm mày ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi điện lại. Rồi gọi liền nhóm trưởng mà. Alo anh ơi, cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, thì nói, em nói sao là anh kêu vô nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cái báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì bực bội rồi. Thì anh kêu giùm đi, có ăn uống ở trong này. Cái em mới bịch lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Em nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh ấy nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm. Chở 4 đứa luôn. 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, chỗ nhóm em cái gì đâu. Nói thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi. Còn có mình em mà, em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em đậm nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Nhưng mà cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi. Luôn vậy ngủ. Em ơi, có ăn không nguyên đám chứ ăn. Em đói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống con sóc trăng đi là sợ nói vậy. Rồi sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cái về khách sạn xong mới mời đi tối thì rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, nhóm ơi, đi ăn một. Đi ăn. Có trong phòng không em? Im hết không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chứ bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, nó lạnh lùng. Rồi sau đó có sau đi chung là... xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về chưa? Em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại vì anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc nên là anh muốn mời em đi ăn để mà chuyện thấy bắt đầu làm thấy khó quá. Cô bé này chắc không được rồi. Nên là
gắn 4 năm tháng luôn, em không gọi luôn. Xong cái mấy tháng sau, từ vô tình là người đang ngủ, thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9 giờ rưỡi sáng. 9 giờ sáng. Em à, em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này 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 này, tôi cãi à. Anh khỏe không? Anh khỏe không? Anh khỏe không? Khỏe không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì vậy? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, em lỡ cho bỏ rồi cái xẹt xẹt xẹt. À đúng rồi, anh Thái à. Thử coi à. Không biết anh đang rảnh không? Cậy nhắn đại đi à. Nói anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời ơi, nhắn liền, gọi liền. Em hả? Ờ tối nay trời lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh làm gì đâu, mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi anh dẫn em đi ăn ở đâu, em muốn ăn đâu. Em à, trời sao không được hết á, em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó, mà em bận đồ đẹp nha anh. Anh cũng phải suy nghĩ được, nghĩ sao anh cho em quá óc sáo nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu á, thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn đủ cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sori mà em bận cái tầm cũng dài cứ kiểu công chúa em đi mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu mấy nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mấy nhục dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình nói. Nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà đúng không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cu tới tấp luôn chị ơi. Ông như ông nghĩ bật đèn xanh luôn. Hay sao á. Ông bật tấn công em không chịu nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời anh, con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Có không? À, đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu. Còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi, không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói, anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống anh cu Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó, ông bốc hai cái phòng. Tại vì anh nói thôi, nhóm em trong phòng đông người lắm. Bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước. Ông vô ông tắm. Ông muốn khăn đi nè. Nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Đậu sạch sẽ cái ông kêu thì tối nay có hai cái giường thì em nào bên kia đi anh hứa, anh nói là anh hứa là anh không có đụng chạm gì hết đó. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăng qua, lại ông cứ dây rồi cái ông đây nè, ông ấy chứ mình nói chung là nằm ké chứ bên đây buồn mới lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời ơi làm lịch sự ghê sợ. Hỏi xin phép đâu. Mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, để không buồn cho ôm. Kệ ông gác qua ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Xong rồi cái là bùng nổ thôi. Rồi cho luôn. Bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ xong khăn đó là có ý trơn trọi. Xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi. Hả? Khi nào cưới? Có cưới không? Em bình tĩnh đi Vy ạ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nhé em. Hai cũng nói vậy thường. Mà lúc đó sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục thôi chứ không biết làm không làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như quấn là lưỡi, biết rồi là quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi. Nóng quá trời anh mở qua khăn luôn nha. Bỏ khăn luôn hả? Bỏ khăn luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái mà mình thương mà cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi và mình phải có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi như sau vậy... cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12.
Năm 2011 là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, khui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Khó xấu tính xấu đói. Tính đói. Tính lắm mà. Tại em bị bó tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn ra cho anh là sao? Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích tính này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi. Tiếp tật xấu nữa đi. Còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng. Anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa để đi nhậu. Lấy cho anh làm tủ tán thôi. Rủ đi, rủ đi nhậu đi. Đi với ai rủ đi uống trà sữa. Rủ rủ. À bây giờ ngon mà. Cô ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không? Nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi, em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một cái tính xấu là biết sao, là em rất là thương con. Em muốn cho con em cái gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà nó đâu chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà mỹ phẩm đi, nó kinh doanh. Em nói em không cần làm, một mình anh làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cứ hay bực bội lên vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là vấn đề đó thôi. Rồi giờ thứ viên ông đó, cô ấy có thật xấu gì không? Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, anh đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao anh suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Dạ. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói. Nhưng mà thực sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi. Làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi. Với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi. Nhiều lúc lái xe lái cộ rồi. Nhiều lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Hối tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vi á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok. Nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được. Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại để... Nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi. Đúng rồi. Cảm ơn hai vợ chồng Dương Ngọc Thái và Vi hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Hồng Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Mình chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Dương Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng chúng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn chị Hồng Vân và anh Tổng Thành. Em chứ em dạ em thôi.